guys, welcome to my channel, and today I want to introduce you how to make a jug with paper. So now let's start. First, we need the paper style 50 centimeters. I want to choose yellow paper. Được rồi. Đức. Dạ. Đức xem chị Lam có đang dùng tay nghe không? Thế thì em tìm xem cái tai nghe ở đâu em đưa chị ạ. Nghe chị Lam cắm điện thoại, cắm máy tính đấy. Tai nghe cơ mà. Thank you.
mở cửa đấy. Ai đấy? Mẹ à? Không nghe. Đóng cửa phòng mình đi em. Đóng cửa phòng mình lại. Mới 3 giờ mà.
tờ giấy vậy? Một tờ giấy à? Ok. Thôi không cần nữa đâu. Cho chơi một kèo không? Một kèo đi em gì?
là con vịt này. Sao em biết đấy là con vịt? Em nhìn có cái đuôi là biết. Nhìn mắt nó, nhìn mõ nó là biết. I hope you enjoy it, and if you want to learn more, don't forget like and subscribe my channel. Thanks for watching.